Khoảnh khắc Thảo Nhi Lê bị rơi Vương Miện á hậu gây bão mạng xã hội. Khoảnh khắc Thảo Nhi Lê bất ngờ bị rơi Vương Miện đã thu hút sự chú ý của khán giả trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Tối 25 tháng 6, đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với ngôi vị Hoa hậu thuộc về Nguyễn Thị Ngọc Châu. Á hậu 1 là Lê Thảo Nhi, Á hậu 2 là Huỳnh Phạm Thủy Tiên. Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trên mạng xã hội, những bài đăng về đêm chung kết nhận được lượt tương tác lớn. Một trong những chủ đề khiến dân mạng sôi nổi bàn luận chính là khoảnh khắc Á hậu 1 Lê Thảo Nhi bất ngờ bị rơi Vương Miện. Trong thời khắc Thảo Nhi được trao và nhận giải Á hậu 1, chiếc vương miện trên đầu cô bất ngờ rơi xuống nền sân khấu. Người đẹp lập tức phản xạ và tỏ ra khá hốt hoảng. Hình ảnh này nhanh chóng gây bão trong cộng đồng fan sắc đẹp. Sau đó cô đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nở nụ cười tươi. Nhiều người cho rằng chiếc vương miện của Thảo Nhi đã được cài khá lỏng lẻo, chỉ cần cúi đầu nhẹ là tuột khỏi tóc, nên đã dẫn đến sự cố trên. Sau khi trao lại vương miện cho người đẹp sinh năm 1994, phía ban tổ chức còn phải cúi xuống tìm nhặt những viên đá bị rơi, khiến dân mạng được một phen cười ngất. Sự cố này, khán giả tiếp tục nín thở theo dõi màn trao vương miện cho Hoa hậu Ngọc Châu. Rất may là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Khánh Vân đã cài vương miện cực kỳ tỉ mỉ, kỹ lưỡng cho đàn em. Người hâm mộ nhận ra sự tinh tế của Khánh Vân khi liên tục hỏi Ngọc Châu xem vương miện đã chặt chưa. Sau đó mới bước ra nhường chỗ cho nhà tài trợ trao thưởng. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 có chủ đề Vina Woman bản lĩnh Việt Nam, nhằm truyền thông điệp về chuẩn mực cái đẹp của phụ nữ Việt Nam trong cuộc sống hiện đại. Sau các vòng loại phụ, cuộc thi lựa chọn 41 gương mặt xuất sắc nhất hội tụ tại vòng bán kết, chung kết.